Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USA. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Hey, thưa quý vị, cái hoa Garden Flocks của tôi hôm nay nó thực sự là đã nở rộ rồi đó quý vị. Trước cửa nhà bước ra có một cái bụi như thế này nè quý vị. Vậy thấy nó nở xem đã không? Và cũng xin thưa với quý vị là cái Garden Flox này của tôi nó có mùi thơm đó quý vị. Thành ra đứng ở đây quay để chia sẻ với quý vị cái hình ảnh của cái cây hoa này và nó thơm, rất là thơm luôn. Ước gì tôi có thể gửi cái mùi của nó vào đây để quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay buổi sáng trời rất là mát. Tối hôm qua được một trận mưa lớn. Thành ra cây cối sáng nay nhìn rất là thoải mái luôn quý vị ơi. Bên này quý vị thấy là tôi có cúc hồng này quý vị, coneflower đó. Sáng ra mát, trời rất là mát, có gió hơi nhẹ nhẹ. Nhưng mà hôm nay người ta nói là tới trưa thì nhiệt độ nó sẽ nóng lên tới 30 mấy độ C đó quý vị. Thành ra tôi thường thường sáng sớm tôi hay ra vườn để mình hưởng cái không khí mát. Như bây giờ thì quý vị cũng để ý là cúc trắng thì đã hết rồi. Và bây giờ là đến mùa của Garden Flocks đó quý vị. Và Coneflower. Cái coneflower này cũng như đã giới thiệu quý vị á, nó là một loại cây dược thảo rất là tốt. Từ hoa cho tới lá, cho tới thân, cho tới rễ của nó đều có những cái chất rất là tốt giúp cho cơ thể mình đề kháng đó quý vị, làm tăng cái hệ miễn dịch của cơ thể lên. Làm sạch cơ thể, giúp cho gan và thận của chúng ta hoạt động tốt, cũng như là ngăn ngừa những cái bị viêm đó quý vị. Inflammation đó, bị nhiễm, bị viêm. Và nó giúp cho chúng ta giảm stress. Một cái loại cây dược thảo rất là quý và đã được những người bản xứ ở Bắc Mỹ, những người da đỏ ngày xưa đó quý vị, họ coi như là một loại thần dược. Và đây thưa quý vị, nắng lên rồi quý vị ơi. Và quý vị nhìn cái đám Garden Flox của mình nè. Trời ơi, hôm nay nó nở đẹp quá trời luôn, dễ thương kinh khủng luôn. Không chịu nổi luôn á quý vị ơi. Đó, quý vị thấy nó đã không? Đó, này là quý vị thấy vì sao mà cái người mà thích trồng cây á, thích trồng hoa rồi là cứ trồng hoài không ngưng nghỉ được luôn á quý vị. Trời ơi quý vị nhìn cái chùm hoa của nó nè, nó nở như là không biết sao mà nói luôn á. Nó đây nữa quý vị nè, hôm nay là bắt đầu nó rộ rồi đó. Đó, trời ơi nhìn nó dễ thương quá chừng luôn. Còn đây là hoa cúc hồng, coneflower của mình. Nó cũng nở rồi quý vị.
Bây giờ là đang cái mùa rộ nhất luôn rồi đó. Trời ơi, quý vị thấy cái đám này đã không? Nở là rất là đẹp luôn. Đây nè quý vị.